Chúng ta sẽ chữa bài tập BT 2.35. BT 2.35. Không dùng phương pháp số phức. Lưu ý chúng ta cái phương pháp là không dùng, tức là người ta không yêu cầu số phức, tức là dùng phương pháp số phức thì nó lại khác. Đấy, tóm lại là ý của cái bài toán này, tức là ta sử dụng cái phương pháp của chương 2 chứ không phải dùng các phương pháp chương sau. Chương sau bắt đầu từ chương 3 là chúng ta sẽ có phương pháp số phức. Đó. Cái bài này sử dụng phương pháp số phức thì khá là đơn giản. Nhưng không dùng phương pháp số phức, tức là ở đây người ta ý trong trường hợp này là người ta sẽ sử dụng kiến thức của chương 2. Chúng ta đang học chương 2 mà. Được chứ nhỉ? Thế với những cái dạng mà chúng ta người ta bài toán cho không dùng phương pháp số phức ấy, thì chúng ta sẽ quan tâm đến những yếu tố liên quan đến và mạch ví dụ mạch đây chúng ta ba phần tử bắc song song này, thì chúng ta sẽ liên tưởng đến cái hiện tượng cộng hưởng. Đấy, cộng hưởng thì đa phần những cái bài toán kiểu dạng như thế này thì người ta sẽ cho cộng hưởng dòng điện, chúng ta nhìn có L với C bắc song song. Đấy, thông thường là như vậy. Đấy, thông thường nha. Nên ta bây giờ muốn kiểm tra nó có phải là cộng hưởng dòng điện hay không, hay cộng hưởng hay không, hiện tượng cộng hưởng ấy, thì chúng ta cái điều kiện đầu tiên đó là xL nó bằng xc, đúng không? Thế này chúng ta trước tiên là chúng ta cứ tính đã nha. Ta có đây, mình cứ mạnh dạn là ta có đây là xL bằng gì? XL bằng omega L, đúng không? Omega là 100 này, chưa? L cũng là 100 này, nhưng mà nó mini này thì phải nhân với 10 mũ trừ gì? Trừ 3 thì chúng ta sẽ bằng là 10 nhỉ? 10 10 ohm. Rồi. XC này thì bằng 1 trên omega C thì bằng 1 chia cho omega là 100 này. C là 1000 này. 1000 này, microfarad thì phải nhân với 10 mũ trừ 6 này. Ở đây là 10 mũ 5, 10 5 10 mũ trừ, thì nói tóm lại vẫn là 10 ohm. Đó. Cái này nhìn này chúng ta thấy ngay này. Thì ta thấy là L mắc gì song song với C và có XL bằng XC bằng 10 ohm. Suy ra đấy, mạch ấy xảy ra hiện tượng cộng hưởng dòng điện. Đó, dòng điện. Và đương nhiên trong bài làm của chúng ta là phải có gì? Hiệu dòng và chọn chiều dòng như hình vẽ. Ví dụ mình chọn chiều dòng như này. Đây IC. Mình chọn chiều dòng nhá. IL. IL đây, như này đi. Được chưa? Bởi vì nguồn dòng di nó tống vào đây thì các dòng nó sẽ chảy vào đây. Được đấy. Thế nhỉ? Chúng ta chọn nên chọn như này cho nó dễ. Đó. Đây, nguồn dòng di nó bơm vào đây. Thì đương nhiên là đổ dòng vào đây rồi. Thì nó phải túa ra, nó giống như đổ dòng nước ấy, đây là ba cái nhánh khác nhau. Ok. Rồi. Và mình sẽ chọn chiều dòng điện. Hình vẽ chọn chiều dòng điện. Chọn chiều. Chiều dòng điện trên các nhánh. Như hình vẽ. Ok. Chọn chiều dòng điện trên cái nhánh như hình vẽ. Nha. Thế nên khi chọn chiều dòng điện trên cái nhánh như hình vẽ thì ta có từ đây ta suy ra luôn là do cái hiện tượng cộng hưởng ấy thì ta có luôn là I L cộng với IC là bằng 0. Đấy. Khi mà chọn chiều dòng như vậy, hai thằng này nó cùng cái cùng chiều từ trên xuống dưới, là trên dưới này cộng vào nhau nó bằng không. Theo cái hôm 2. Theo K2. À xin lỗi, K1 chứ, rồi K2 đấy. Theo kiểu 1 thì ta có là gì? Ba thằng này đều đi ra đúng không? Hay nói khác là G. Tiếp theo tổng đi vào bằng tổng đi ra nhá. Gọi là G này thì bằng IR cộng với IN cộng với IC. Đó.
mà thay trên vào từ đấy suy ra là y là bằng IR, hay nói khác là IR là bằng gì đấy, bằng gì, bằng luôn là gì, bằng 2 căn 2 sin 100t cộng với xin lỗi đây, trừ trừ 45 độ đó. Đấy, ampere. Câu này đúng không? Sẽ có IR rồi. Có IR rồi đúng không? Đấy, đây tìm dòng điện nhá. Hãy tìm dòng điện này. À, điện áp trên các phần tử R, LC này. Ok, thế thì bây giờ ta sẽ có dòng điện IR rồi. Thì ta sẽ suy ra UR thôi. UR chính là bằng R nhân với gì? Nhân với IR. Công thức chuẩn rồi, đúng không nhỉ? À, R như đi, phải nhân với R mà thôi. Rất dễ. R là R bao nhiêu? R 20, 20, 20, đây, 20 đây. 20 nhân với 2 là 2, 40. Căn 2. Sin. 100T. Trừ 45 độ. Ok, ampere, xong. Mà chúng ta thấy là RNC mắc song song. Sao? À ừ, đúng rồi, đúng vô. Xin lỗi, nhầm, lỗi. Đấy, lỗi là copy paste trên rồi. Vô, chính xác, cảm ơn em. Đấy, nhầm rồi. Ok, cái này bị sai. Rồi, UR đấy, được chưa? Vô, chính xác rồi. Chúng ta thấy R, L và C là mắc song song với nhau đúng không? Đúng chưa? Do R, L và C mắc song song nên suy ra UL này bằng UC này bằng UR luôn. Đấy, đây UR đây bằng luôn nhá, 40 căn 2 sin của 100T trừ 45 độ. Vôn, xong. Xong điện áp trên các phần tử RNC rồi đúng không? Bây giờ dòng qua R cũng có rồi. Bây chỉ còn IL và IC nữa là xong. Và công suất phản kháng QT. Thì cái công suất phản kháng thì như chúng ta biết là hôm trước học lý thuyết ấy, trong cái mạch ấy, mạch cộng hưởng công suất phản kháng ấy, thì lúc nào nó cũng bằng 0. Đấy. Lưu ý như vậy. Thì thầy sẽ viết viết chúng ta cho nó thôi, chúng ta sẽ có công thức mà. Nha. Thế thì bây giờ chúng ta thấy này. Ở đây là có U rồi. Vậy thì chúng ta sẽ suy ra thôi. Từ đây suy ra luôn này. Cái thằng UL bằng UC giá trị ứng dụng nhá. UL bằng UC và bằng bao nhiêu? Bằng 40. 40V. Đấy, giá trị ứng dụng này thì giống nhau. Được chưa? Bằng nhau luôn. Và thực ra là U thằng này cũng bằng nhau mà thì suy ra giá trị ứng dụng. Và từ đấy suy ra luôn IL giá trị hữu dụng bằng IC, bởi vì XL bằng XC đúng không? XL bằng IC hay là bằng U gì? UL chia cho XL và bằng 40 chia cho 10 và bằng 4 4A. Rồi. À, đến đây mới là cái quan trọng này. Từ đây chúng ta sẽ suy ra là IL thì bằng này IL căn 2 rồi là sin omega t cộng với CIL. Đó. IL thì bằng cái gì? Chúng ta phải quan sát một chút này, bằng này. Chỗ này thì ngon lành rồi nhá, bằng 4 này. Căn 2 này. Sin này. 100T vẫn vậy này. Không có gì khác cả đúng không? Nhưng bây giờ cái thằng CIL nó như thế nào? Thì ở đây chúng ta có UL rồi, thì bây giờ IL nó như thế nào thì chúng ta phải chú ý cho thầy này. À, chúng ta có cái đồ thị vector đối với mạch thuần ấy, thuần cảm ấy, là chúng ta I đây, đây là I nhá, IL đúng không? Còn đây là UL. Đúng chứ nhỉ?
Vậy thì IN này, UN sẽ vượt trước IN một góc là bao nhiêu? 90 độ, đúng không? Đây 90 độ, đúng chưa? 90 độ, rồi, đúng rồi. Thế là 90 độ nhá. Thế nhưng bây giờ bài toán nó lại cho gì? UN. Thì đương nhiên IN sẽ theo sau UN sẽ là chậm gì? Chậm sau 90 độ, đúng chưa? IN sẽ chậm sau UN 90 độ. Vừa rồi chúng ta các bài bài tập phía trước mà chúng ta đã giải ấy, là chúng ta đều là biết Y rồi suy ra U. Nhưng bây giờ ngược lại là biết U là phải suy ra Y. Chúng ta ngược lại. Vậy thì bình thường nhé, nếu như có Y mà tính ra UN thì là góc nó sẽ cộng 90. Nhưng bây giờ có U rồi suy ra Y thì góc nó sẽ phải chỉ trừ 90. Vậy thực chất nó chính xác nó phải trừ 45 độ này. Đấy, đây là suy của U này. Y là nó chậm sau U một góc 90, chậm sau là trừ đi gì? 90 độ. Ồ, đấy, chỗ này chắc ai biết cộng trừ rồi, đúng máy. Thế còn thằng IC bằng y IC căn 2 sin omega t cộng với C IC. Được chưa? Và cũng tương tự như vậy, nó vẫn bằng 4 gì? Căn 2 sin của 100 t trừ 45 độ là rõ rồi. Thế nhưng bây giờ lại ngược lại thôi, chúng ta lại vẽ cái đồ thị vector trong cái mạch gì? À, thuần dung. Thì chúng ta thấy là đây là IC. IC. UC nó xuống dưới này đúng không? UC đây. Thì UC chậm sau IC một góc 90 độ, hay nói cách khác IC vượt trước UC một góc gì? 90 độ. Vậy vượt trước chắc chắn là phải cộng gì? Cộng với góc này của U nhá, cộng với 9 90. Đó, vô. Chúng ta lưu ý như vậy nha. Rồi chỗ này tính toán nào thì chắc tính toán được. Có trừ 45 cộng với 90 chắc chắn là gì? Là 45 rồi. Còn thằng này là trừ 135. Đấy. Ok. Để... Hả? Ơ nhờ. Chết giờ. Sao hôm nay sao nhỉ? Ờ đúng rồi. Thằng này là ampere chứ lại vôn gì? Đây là ampere. Đấy. Trên ampere dưới này vôn. Nguy hiểm quá. Đó, ok. Anh nhầm rồi. Cảm ơn em. Nhìn trên đấy. Đây gọi là khả năng nhìn vào đây này. Lẫn. Rồi. Đấy, đơn vị nó là ampere, chính xác rồi. Rồi, cảm ơn em. Ok, có hiểu không nhở? Đấy nhá. Thì đấy là toàn cảnh liên quan, nó không dùng phức. Đây, không dùng một tí nào số phức nhá. Nó dùng quan hệ. Đó. Thế nếu như đi thi mà các thầy cô hỏi là tại sao ấy, hỏi vấn đáp ấy, tại sao mà LC trong trường hợp XN bằng XC mà nó lại cộng hưởng, nó xảy ra hiện tượng cộng hưởng ấy, thì chúng ta cứ phải vẽ cái đồ thị ra nhá, vẽ đồ thị vector ra cùng U. Đấy. Đây là U, U của nó đây, U hai đầu đây này. U này, đó, cùng U. Vector U này. Thế là hai cái thằng này có giá trị bằng nhau nhưng nó ngược hướng. Đấy. Thì cộng với nhau nó sẽ bằng không. Thằng trên này chắc chắn là gì? À, thằng đây là U thì U này nó sẽ là vượt trước thằng này chính là IL. Đúng không? Thằng này sẽ là IC. Đó. Đấy, chúng ta lưu ý vậy. Hai giá trị bằng nhau hay là độ lớn bằng nhau, vẽ thế là giải thích. À, mở rộng một chút này, nếu như bài toán nó không chỉ có một cái thằng R này đây mà nó có hai R mắc hai bên hoặc là song song hoặc như nào đó nhá, chúng ta lưu ý này. Đây là thầy mở rộng cái bài toán này, mở rộng bài toán nhá. Chỗ này là ok rồi đúng không, chúng ta hiểu rồi, gì có vấn đề gì không, có bạn nào hỏi gì không? Ok rồi, nếu không hiểu, tức là hiểu rồi, tức không cần phải hỏi gì, thì bây giờ thầy mở rộng bài toán này. Với cái dạng này, giả sử như bài toán nó không chỉ có 3 phần tử này. À, nó cũng có hai phần tử NC nó mắc song song nhưng nó thêm một cái R. R nó để đâu kệ, nó không quan tâm đâu. Chúng ta ví dụ như là thêm một cái R đây, R giả sử không phải là 1R, nó 2R. Đấy, ví dụ một cái R nữa đây đi. Đây vẫn là L này. Đây nó vẫn là C này. Ví dụ đây là R1 này. R2 này. Được chưa? Và đây là L này. Đây là C này. Ok. Đây sẽ là G này. Đi vào đây. G đi vào đi ra tùy nhá. Đấy, tóm lại là G đây. Đây là G vẫn thế nhá. Đi vào nhá. Thế thì chúng ta vẫn là đây là I1 này. Mình cứ cho I1 đi. I2 đi.
Và đây INL đi. Và IC. Và điều kiện chúng ta tính vẫn XL bằng XC. Thì vẫn xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Nói tóm lại XL bằng XC trong trường hợp này xảy ra hiện cộng hưởng ấy, thì chúng ta sẽ có là gì? À, chúng ta sẽ có là IL cộng với IC là vẫn bằng 0 này. Được chưa nhỉ? INL cộng IC vẫn bằng 0. Nói tóm lại chỗ này bằng 0. Và hôm nay theo cái luật ở đây chúng ta sẽ là luật Kirchhoff 2 thì nói tóm lại là cái dòng Y này bằng 0, chỗ này bằng 0 này, thì thằng G nó sẽ tống cả vào đoạn này. Đó. Hay nói cách khác là chúng ta sẽ thấy G này này chính là bằng gì? G là bằng Y1 cộng với Y2. Đó, G bằng Y1 cộng Y2. Ok chưa? Thế bây giờ cái mạch lúc này khi mà thực ra khai hai cái thằng này nó bằng không rồi thì chúng ta tưởng tượng lúc mạch này, lúc này chỉ còn có hai cái phần tử thôi, tưởng tượng thôi nhé. Thằng này sẽ mất đi này, mình cứ tưởng tượng thế, mất đi. Mạch nó chỉ còn hai cái phần tử này thôi. Được chưa? Mạch mà còn hai cái phần tử này thì chúng ta sẽ có là cái điện trở tương đương ấy. Ta lưu ý như thế này, cái điện trở tương đương. Nha. Điện trở tương đương thì lúc này ấy, là thằng này này sẽ tương đương một cái R. À, hoặc là nếu như chúng ta có thể trước khi làm nhá, ví dụ hai thằng này đi, hai này trước khi làm này thì chúng ta có, vì hai thằng này mắc song song, mà chúng ta mắc song song ấy, thì chúng ta học ở phổ thông chúng ta biết rồi, mắc song song ấy thì cái điện trở tương đương ấy bằng gì? Bằng tích trên tổng, đúng không? Học rồi đúng chưa nhỉ? Đó thì chúng ta có thể này, một là chúng ta để nguyên, hai là chúng ta sẽ biến đổi thành cái thằng này đi, biến đổi thành cái thằng này, biến đổi luôn một cái thằng R tương đương đi nha. Đấy, ví dụ nhá, để chúng ta sẽ biến đổi cái sơ đồ này thành một sơ đồ tương đương đó, được chưa? Đấy, C này vẫn là R này, thằng này là R tương đương cho nó dễ. Đây nguồn dòng G nó vẫn G như này, G nó vẫn thế. Thế thì cái thằng này này, chúng ta thấy bài toán này này, nếu như chúng ta như và R tương đương thì bằng gì? R1 tích trên tổng mà R1 nhân R2 chia cho R1 cộng R2, chắc chắn chúng ta tính được, được chưa nhỉ? Thế thì bài toán này nó có quay về bài toán này không? Nó chính là bài toán này của thầy trò mình, đúng không? Đúng không? Thế cái thằng Y tương đương này này, Y tương đương này đó, Y tương đương này ta tính chính là cái dòng điện IR của chúng ta vừa rồi đó. Thì sau đó thì ta sẽ tính được cái thằng U này, U trên R tương đương, U trên R tương đương này. Đấy. Thì nói tóm lại ở đây ta tính được U trên R tương đương chính là U, cũng chính là bằng U gì? UL thì bằng U gì? UC. Hoàn toàn tính hoàn toàn đây, thay cái R ở đây bằng R tương đương của chúng ta. Được chưa nhỉ? Đó, như thế thì sẽ hiểu hơn. Và mạch nó vẫn là gì? Xảy ra hiện tượng cộng hưởng IL và IC đây. Đó. Nói tóm lại là nếu như bài toán cho cái dạng mà có hai cái điện trở R mắc song song như này thì ta lên biến đổi thành một cái R gì? R 1 phẩy hoặc là R phẩy được. Đấy, hoặc là R tương đương được. Nói tóm lại thằng này cho ta ký hiệu thôi. Đó. Thế thì chúng ta ký hiệu như thế này và ta sẽ tính được là tích trên tổng, đúng không? R tương đương một tích trên tổng, ta sẽ xác định được thằng này ngay. Thằng này nó có giống hệt, nói tóm lại giống hệt này. Thế nhưng vấn đề đặt ra là đây là mình tính được Y tương đương, đúng không? Thế nhưng mà tính Y như này rồi thì bây giờ U thì rõ rồi. U của R1 bằng U R2, tất cả cái điện áp trên ba thằng này đều bằng nhau. Nha. Đấy. Tất cả ba cái thằng này đều bằng gì? À, điện áp của bốn thằng này đều bằng nhau vì nó mạch nó song song mà. Thì ok, điện áp ok rồi. Thế mình suy ra dòng thôi. Tức là lúc này R và bằng luôn gì? Bằng U R1 bằng U R2. Đó, tính hết được. Đấy, tính giống hệt như trước. Bốn thằng này bằng nhau. Được chưa? Thế thì bây giờ muốn tìm I, IL và IC thì tính giống hệt như cái bài toán trên này. Thế còn I1 và I2 thì dễ quá rồi. I1 đấy, I1 chính là bằng UR1 chia cho R1 là xong. Và I2 thì chính là bằng UR2 chia cho R2 là xong. Đây chúng ta chia bình thường. Đấy, biểu thức của nó. Ví dụ như vừa rồi đây. Giả sử đây là UR1 là bằng 40 căn 2. Xin bao nhiêu đấy mà nó cho R1 bằng 10 đi thì chia ra nó chỉ 4 thôi. Đấy. 4 4 căn 2 sin 100t trừ 45 độ. Thế là đơn giản đúng không? Chia mà chia hệ số thôi mà.
Đó, chúng ta tìm được hết, được chưa nhỉ? Đấy là cái thứ nhất. Đó. Thế còn ấy, bài tiếp tục này, để đẩy cho chúng ta xem có hiểu không ấy, thì có thể sơ đồ nó khác đi một chút nữa. Đó là gì? Ví dụ sơ đồ nó không phải là hai cái thằng này R1, R2 nó như vậy thôi. Thầy cô đẩy đi, ví dụ thằng này. Xong tiếp tục đây là gì? Đây là R. Xong đây là C cơ. Nhìn gọi là biến thể đi một tí. Đúng không? Đó. Đây, sơ đồ biến thể đây. Ví dụ, có thể gì nó đi lên đi chẳng hạn. Đi lên kệ nó. Nha. Đây gì đây chẳng hạn, đây gì chẳng hạn. Đúng không? Đây là một. ADN thì cũng vẫn là một. Đấy. DC, đây là một, R2. Thế là có gì đâu. Mình lại thích thì cảm thấy là băn khoăn thì nó vẽ về giống cái sơ đồ này. Về đưa về sơ đồ này, nó hai thằng R1, R2 gói gọn sang một góc. Xong viết lại L và C như này, chúng ta lại biến đổi về sơ đồ đây. Và nó giống được bài này thôi. Ok, hoàn toàn thế. Nói tóm lại nó giống nhau. Đó. Và nếu như giả sử gì nó đi lên, giả sử gì nó đi lên như này thì mình chiều dòng nó theo này thôi. Đây là y gì, IL này, thằng này là gì, I1 này, thằng này y gì, IC này, thằng này y I2 đấy. Nói tóm lại là dòng di đổ vào thì các dòng y nó túa nhánh này, chúng ta cứ làm thế là xong, chứ đừng có từ trên xuống dưới, nó ngược với di là thành sai đấy, thì nó không giống cái bài này. Và khi mà dòng ký hiệu chọn dòng như thế này thì hoàn toàn các biểu thức phía trên này là ok hết, giống hệt như vậy. Đó, không khác cái nào cả. Ta lưu ý. Đây là một cái bài mà gọi là bài điển hình đấy. Đấy, cái bài 2.35 là một bài điển hình. Và nói tóm lại là sau này chúng ta chú ý nè, chú ý cái bài này là thi cử có thể chúng ta sẽ gặp. Đó, và cách làm. Thì cách làm thi cử khả năng là gì? Các thầy cô sẽ biến thể ở cái dạng là một trong các dạng này, nó thay đổi đây. Cái thay đổi R nó thay đổi linh tinh. Đây, thay đổi góc cạnh. Nói tóm lại là bích đi lung tung cả. Nhưng mà mạch song song thì chúng ta có thể dồn vào một góc. Tức là chúng ta thay đổi cái nhánh này khác đi thôi, mạch song song mà, rất đơn giản đúng không? Trước sau không ảnh hưởng gì. Đó thì là đi lên trên xuống dưới là như vậy. Ok chưa? Vậy, như vậy là chúng ta hiểu về cái phát triển của cái bài này là như thế nào. Đúng không nhỉ? À, bạn nào có ý kiến gì không? Có hiểu không nhỉ? Chúng ta hiểu không nhỉ? Ok, chắc không vấn đề gì, được chưa? Rồi, vậy chúng ta đã chữa xong cái bài 2.35. À, chúng ta còn cái thằng QT nữa. Thằng QT thì QT tức là công suất phản kháng trên tải này thì nó chỉ xảy ra trên tức là chỉ xuất hiện trên L và C thì chúng ta QT này. QT là chính là bằng QN trừ QC. Thì QN thì bằng XN nhân với IN bình phương, và QC này thì bằng XC nhân với IC bình phương. Mà XN này bằng XC này, IN bằng IC, vậy thì nói tóm lại là ta suy ra là QN bằng QC. Hay nói khác là QT là bằng 0. Đó. À, rất là đơn giản thôi, VAR. Nói tóm lại là QT trong trường hợp này bằng 0. Ok, rồi. Thế bài 2.35 là thầy đã giải quyết triệt để cho chúng ta cả cái phần mở rộng và chúng ta hiểu bản chất nó như thế nào. Rồi, thế là cái bài 2.3 là ta kết thúc tại đây. Ok.